dành riêng cho thiếu nhi và một thánh lễ dành riêng cho giới trẻ và di dân. Các mùa phục vụ đặc biệt, chúng con đều được mời các cha khách về giảng phòng trong ban ảnh. Các tháng đặc biệt trong năm phục vụ, chúng con đều tổ chức tôn kính, dân hoa, ngắm quyền theo truyền thống đạo đức của giáo hội Việt Nam. Giáo sứ Thánh Tông của chúng con trồng thánh thể vào chiều thứ năm hàng tuần. Về các đoàn thể thì giáo sứ chúng con hiện tại có giáo phát sinh tại thế, hội bà mẹ công giáo, hội làm chức tư xót, ban phụ tử, ban cai sát, ban giáo lý, ban di dân, ban truyền thông, ban giới trẻ, ban lễ sinh, ban thánh tiết. Và giáo sứ chúng con có tất cả 7 ca đoàn. Về hội đồng phục vụ thì giáo sứ chúng con nhiệm kỳ mới này có 63 thành viên. Về việc học giáo lý và dạy giáo lý thiếu nhi, các em tham dự thánh lễ. Con xin xác nhận là các em này đủ điều kiện để được Đức Cha thương ban bí tích thường xuyên. Có thể giờ mà kêu đọc là chẳng nhớ, nhưng mà tôi gợi ý cho anh chị em ba điều này. Thứ nhất, bí tích chúng ta vừa để với nhau 7 bí tích. Chứ anh chị em, tất cả 7 bí tích ấy đều do ai làm? Do Chúa Giêsu làm. Chúng ta phải xác tín ngay điều dễ nhớ cho Chúa Giêsu làm, truyền lại cho giáo hội. Và trong bí tích chính sức, Chúa Giêsu là truyền lại cho giáo hội trưởng thành để ban điều gì cho ta, cho anh chị em? Ban Chúa Thánh Thần. Đó là lý do tại sao anh chị em thấy ở trên bàn thờ có hình ảnh bồ câu là tượng trưng Chúa Thánh Thần, có hình ảnh 7 lửa lửa tượng trưng cho 7 ơn Chúa Thánh Thần. Cho anh chị em một vài điều giáo lý chắc là anh chị em gợi lại là nhớ, và để giúp cho chúng ta như một em nói, để kêu toàn bí tích rửa tội cho chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi bí tích rửa tội làm con cái Chúa. Hay nói dễ hiểu, cho chúng ta được sống xứng đáng làm con Chúa. Hay nói một cách dễ hiểu nữa, cho chúng ta sống tốt lành. Dễ hiểu. Bí tích chân sức là gì? Là Chúa Giêsu làm khắc ghi muôn đời để ban thần khí rạng ngời giúp ta sống tốt, sống đời chỉnh nhân. Ông nên là đang cũng không có phải là khó lắm vậy. Vậy bây giờ cho hỏi chúng con một câu khác. Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.
Lạy Chúa xin hãy cho tên trên tâm linh này một tâm linh đang thơ hồ ca Chúa. Lòng con đây như đã khô hao, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài làm tươi mới. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đang hiện diện ở đây. Cảm ơn Thánh Linh vì Ngài đến giữa vòng chúng con. Ngài nhìn thấy tấm lòng khao khát của chúng con. Lạy Chúa, cầu xin Chúa Ngài đến đụng chạm lòng của chúng con ngay giờ này. Chúng con tin rằng Chúa Ngài đang nghe lời cầu nguyện của chúng con. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao. Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa xin hãy chạm đến trên tâm linh. Tâm linh đang cao ca Chúa. Lòng con đây như đất khô hao, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hao, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài. Tâm lòng đang khát khao. Lòng con đây như đất khô hao, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài làm tươi mát. Tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hao, chờ đợi cơn mưa thánh linh ngài làm đã khát. Thần linh của Chúa hiện đang chung sẻ đặc kính. Nhờ ơn Thiên Chúa và Tòa Thánh, làm giám mục phụ tá giáo phận Sài Gòn, nhân danh Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành với ơn toàn xá cho mọi người đang ở đây có lòng ăn năn Phật, có xưng tội và rước lễ. Vậy anh chị em hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco, cho Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Cha Phụ tá Giuse và cho Hội Thánh Mẹ chúng ta. Và anh chị em hãy cố gắng sống thánh thiện, tiến bước trong sự nghiệp không hoàn toàn với Hội Thánh. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa là Cha toàn năng, ngài tái sinh anh chị em bởi nước và Thánh Thần, cho anh chị em trở nên nghĩa từ. Xin Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh chị em luôn sống sức đan với tình thương của người.
Chúa đã từ thánh thần chân lý đến ở cùng hội thánh. Xin người chúc lành và ban sức mạnh thần linh giúp anh chị em kiên vững tuyên xưng đức tin. Chúa thánh thần đã đốt lên ngọn lửa yêu mến nơi tâm hồn các môn đệ. Xin người chúc lành và ban ơn hiệp nhất dần đưa anh chị em vượt qua mọi trở ngại đến hưởng niềm vui trong nước Thiên Chúa. Nhờ lời chuyên cầu của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Để ta xong chúc anh chị em đi bình an. Mọi lòng khát khao, nhà nghe thấy tiếng con kêu cầu. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa đang ở nơi. Mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Thần linh của Chúa, thần linh của Chúa hiện diện nơi đây, hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa, thần linh của Chúa đang ở nơi đây. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu.